Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, khi giá lúa thấp không được như mong muốn, người nông dân đã hợp sức lại tự mua lúa rồi tổ chức xay xát phân phối bán ra thị trường. Cách làm này vừa đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, vừa nâng cao trách nhiệm của bà con trong sản xuất. Câu chuyện rất đáng chú ý này cùng những thông tin quan trọng liên quan đến sản xuất tại nhiều địa phương sẽ được 365 ngày chuyển động hôm nay liên tục chia sẻ đến quý vị. Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững VNSAT Lâm Đồng tiếp tục hỗ trợ phát triển vùng cà phê bền vững. Kỹ thuật ghép giống đã giúp người sản xuất loại bỏ mối lo về bệnh héo rũ do vi khuẩn trên cây cà chua. Câu chuyện sản xuất khi nông dân tự xay lúa bán gạo. Chuyên mục con số hôm nay, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra ở gần 7.000 xã. Chuyên mục chuyện nhà nông, thanh niên nông thôn khởi nghiệp, hãy bước đi, đừng sợ khó. Mở đầu chương trình hôm nay, như thường lệ sẽ là những thông tin đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động hỗ trợ nông dân sản xuất cà phê bền vững, năm 2019, dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững VNSAT Lâm Đồng cùng các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật xây dựng 100 mô hình sản xuất và tái canh bền vững, tổ chức gần 100 lớp tập huấn FFS tại vườn. Tổ chức 35 lớp về phân tích, chẩn đoán dinh dưỡng, giám sát quản lý bệnh, hướng dẫn bà con nông dân nắm vững kiến thức và thực hành tốt quy trình canh tác cây cà phê theo hướng bền vững, trồng, chăm sóc, thu hái chất lượng hiệu quả. Dự án cũng hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với mức đầu tư 50% cho các mô hình sản xuất và tái canh bền vững. Cùng với đó, VNSAT tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng người đứng đầu tổ, nhóm sản xuất nhằm nâng cao năng lực quản lý và tổ chức sản xuất, nắm vững các chính sách của nhà nước đối với các tổ chức nông dân. Thông tin thị trường, đây là những kiến thức cần thiết trong xu hướng liên kết, phát triển sản xuất nông nghiệp hiện nay. Trong 3 năm qua, dự án VNSAT đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật tổ chức đào tạo, tập huấn canh tác cà phê cho hàng chục ngàn lượt hộ nông dân, xây dựng nhiều mô hình tái canh và sản xuất cà phê bền vững, củng cố phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Ngành chức năng Lâm Đồng cho biết, hiện nay công nghệ ghép giống được sử dụng rộng rãi trong sản xuất rau hoa tại địa phương, điển hình là kỹ thuật ghép cà chua, ớt ngọt. Công nghệ này được ứng dụng tại 222 cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống họ Cà với diện tích 84 hectare, hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng 280 triệu cây giống. Theo các nhà chuyên môn, tiến bộ kỹ thuật ghép giống đã giúp người sản xuất loại bỏ mối lo về bệnh héo rũ do vi khuẩn, một loại bệnh có thể gây tổn thất từ 50 đến 100% ruộng cà chua, góp phần tăng 25 đến 50% năng suất, sản lượng cà chua Lâm Đồng. Thực hiện chương trình sự nghiệp nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, huyện Di Linh đã đầu tư kinh phí hàng trăm triệu đồng để nhân rộng và phát triển 10 mô hình sản xuất ở 4 xã Gia Bắc, Sơn Điền, Bảo Thuận và Đinh Trang Thượng. Theo đó, với tổng kinh phí trên 146 triệu đồng, địa phương đã triển khai 4 mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh nấm, tuyến trùng trong tái canh cà phê năm thứ 2 và 4 mô hình tái canh cà phê năm thứ nhất thuộc 8 nông hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 xã Gia Bắc, Sơn Điền và Bảo Thuận trên diện tích 800 m². Cùng với đó, huyện Di Linh cũng đã triển khai 2 mô hình tưới nước trên cây cà phê bằng hệ thống phun mưa cục bộ dưới tán cây trên diện tích 600 m² tại xã Gia Bắc và mô hình tưới nước tiết kiệm trên vườn cây ăn quả bằng hệ thống phun mưa cục bộ dưới tán cây. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện Di Linh, đến thời điểm này, các mô hình này vẫn đang phát triển tốt, góp phần nâng cao nhận thức và từng bước thay đổi tập quán canh tác của đồng bào dân tộc thiểu số. Liên tục chương trình, câu chuyện sản xuất khi nông dân tự xay lúa bán gạo. Chuyên mục con số hôm nay, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra ở gần 7.000 xã. Chuyện nhà nông, thanh niên nông thôn khởi nghiệp, hãy bước đi, đừng sợ khó. Tiếp tục nội dung chương trình ngày hôm nay, xin mời quý bà con cùng đến với những thông tin đáng chú ý liên quan đến câu chuyện sản xuất của bà con một số địa phương trên cả nước. Thưa quý bà con, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong khi dịch tả heo châu Phi đang hoành hành tại 7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, chưa có dấu hiệu chững lại, thì mới đây, tại địa phương này lại phát hiện thêm 2 ổ dịch cúm gia cầm tiếp A, chủng H5N6. So với dịch cúm gia cầm H5N1 trước đây hay dịch tả heo châu Phi hiện tại, thì dịch cúm gia cầm H5N6 nguy hiểm hơn bởi nó có thể lây lan sang người. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm xuất hiện tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc vào ngày 30 tháng 7 và 1 tháng 8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phước Thuận tiến hành tiêu hủy khẩn cấp hơn 10.500 con gà nhiễm dịch theo quy định.
Song song đó, ngành chức năng cũng tiến hành tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi của hai trang trại và các hộ chăn nuôi xung quanh. H5N6 nó khác H5N1, tức là tốc độ truyền lây nó rất nhanh, nguy cơ có thể lây lan sang người. Tới thời điểm này, về mặt chống dịch, chúng tôi cũng đã kiểm soát được cái tình hình của H5N6. Trước thông tin dịch cúm gia cầm H5N6 đã xuất hiện tại địa phương, các hộ chăn nuôi hết sức lo lắng. Cùng với nỗ lực của ngành chức năng, người dân cũng đã chủ động phòng chống dịch thông qua việc chọn con giống có nguồn gốc xuất xứ an toàn, thường xuyên vệ sinh chuồng trại và tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi. Ai cũng sợ cái bệnh dịch này, nhưng mà những người chăn nuôi như tôi thì phải dọn dẹp sạch sẽ, rồi chích ngừa đầy đủ, rồi làm vaccine đầy đủ cho gà thì nói chung là cũng không có gì mà phải lo lắng hết. Hiện tổng đàn gia cầm của tỉnh đạt khoảng 5,4 triệu con, trong đó riêng đàn gà khoảng 3,8 triệu con. Theo khuyến cáo của ngành chăn nuôi, thời điểm này người chăn nuôi cần vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, thoáng mát, theo dõi chặt chẽ, tăng khẩu phần dinh dưỡng và cho đàn gia cầm uống nước sạch. Khi thấy vật nuôi có biểu hiện bất thường, cần báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương, tuyệt đối không giấu dịch, cố bán chạy gia cầm bị bệnh hoặc vứt chúng ra môi trường vì dễ làm dịch lây lan và bùng phát. Xin được chuyển đến một câu chuyện rất đáng chú ý liên quan đến người trồng lúa. Thưa quý vị, trong tình cảnh chung lúa hè thu năm 2019 thất mùa, rớt giá thì vẫn có những người sản xuất không quá bận tâm nhiều về giá cả thị trường. Nghe thì có vẻ lạ nhưng không phải là không thể khi mà Đồng Tháp đang có không ít nông dân, hợp tác xã tự kinh doanh gạo thay vì bán lúa tươi tại ruộng như truyền thống. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đã gần 2 năm kể từ ngày những túi gạo Đồng An đầu tiên có mặt trên thị trường, đến nay vùng nguyên liệu của cơ sở cũng đã trải qua được hơn 3 vụ lúa. Vụ hè thu 2019 vừa qua, Đồng An có 15 hecta trồng lúa đỏ và 10 hecta trồng lúa nàng hoa chín theo quy trình canh tác hữu cơ. Có nhãn hiệu gạo được thị trường chấp nhận, bà Hồ Thị Kim Gương, chủ cơ sở không còn quá nặng lòng với biến động thị trường. Khi nào thị trường có nhu cầu, lúa trữ sẵn trong kho sẽ được đem đi xay xát và đóng gói. Từ đồng ruộng cho tới bằng ăn, thì mình không còn bị ảnh hưởng bởi thương lái. Mình làm như vậy thì cái giá trị cái của sản phẩm của mình nó mới ổn định. Tôi khuyên nên là cũng làm theo cái hướng giống tôi. Còn tại Hợp tác xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Hợp tác xã đã quy hoạch một vùng diện tích để sản xuất lúa an toàn, rồi Hợp tác xã Kim Luông chế biến gạo. Sau vụ đầu tiên chỉ triển khai được 30 hecta, đến nay Hợp tác xã đã phát triển lên được 80 hecta. Toàn bộ nông dân trong vùng nguyên liệu sẽ được hợp tác xã bao tiêu với giá cao hơn thị trường từ 100 đến 200 đồng. Đổi lại, nông dân phải canh tác đúng theo quy trình được đưa ra. Đảm bảo quy trình an toàn, sử dụng là không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cấm theo quy định. Và sử dụng trước khi thu hoạch là phải cách ly từ 20-15 ngày, xịt đợt chót, giá lúa hè thu năm rồi, hơi rớt toàn bộ, nhưng mà mình được mua hợp tác xã mua cao giá 100 đến 200 đồng. Không cần đợi coi lá gì hết. Khi mà mình bằng là đến ngày thu hoạch là hợp tác xã xuống coi đồng là cho ngày cắt là xuống cân. Toàn bộ số lúa được thu mua, hợp tác xã sẽ phơi khô, lưu kho, sau đó xay xát và bán ra tùy theo nhu cầu thị trường. Khách hàng chính là những thành viên trong hợp tác xã, người dân tại địa phương. Ngoài ra, hợp tác xã cũng tích cực tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm gạo của mình tại thị trường ngoài tỉnh. Chuyển sang một câu chuyện rất đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong nhiều số phát sóng của chương trình, chúng tôi đã chia sẻ những sáng kiến, sáng chế của bà con nông dân ứng dụng hiệu quả vào sản xuất. Và trong nội dung ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với một sáng chế độc đáo đang hỗ trợ thiết thực cho người nông dân làm vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo sạ vụ lúa mới. Chiếc máy 3-trong-1 này do anh Huỳnh Thanh Phương ở ấp Bình Bình Lợi, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang chế tạo. Có thể tiến hành cùng lúc 3 chức năng, chiếc máy đã thay thế sức người, giảm bớt sự nhọc nhằn cho những hai lúa quê anh. Khi mà mình trang trạt rồi đó, mình than cái đường nước rồi là nó rút nước xịn dưới đó gắt sạch luôn. Khi mà mình xạ lúa giống rồi cái mình xả nước là nó khô luôn, là bà con mình khỏi đụng tay vô đó luôn đó, khỏi cào, khỏi sửa gì hết. Máy có chiều dài 3m, chiều ngang 1,6m, gồm một máy dầu điều khiển động cơ chạy trên ruộng, hai bánh lồng sắt, một ống khoan, một tấm sắt, vừa trang vừa trạc đất dài 7m. Hầu hết các thiết bị đều do anh Phương tự nghiên cứu thiết kế, kiểu dáng độc quyền. Ngoài tính năng trang và trạc đất, sự độc đáo của chiếc máy này là dàn khoan đường nước. Đây là chức năng quan trọng nhất, thay thế sức con người, giúp rút ngắn thời gian đào đường thoát nước bằng tay trước khi gieo sạ.
Ban mình đặt ở sau này, khi mà mình chạc thì mình rút nó lên, còn mình thoang thì mình hạ nó xuống cho nó gọn, nặng nó xài được, sử dụng một máy mà có thể sử dụng hai chuyện, ba chuyện vậy đó. Rất nhanh chóng và hiệu quả, một giờ máy có thể trang và trạc, rồi khoan khoảng 4.000 mét vuông đất, tương đương sức một người khỏe mạnh phải mất tới 2 ngày đào tay. Ưu điểm của ruộng sau khi làm máy là khoan đều, đẹp, thẳng hàng, đất không bị vùi lấp, độ sâu đường khoan khoảng 30cm, ngang 22cm. Thay vì mình mướn hai người mà làm một ngày đó là nó khoảng là 500.000 tiền công. Còn cái này mình chạy nó chỉ có 200 mấy chục ngàn. Máy của anh Phương có giá bán từ 30 đến 35 triệu đồng, tùy theo thiết bị khoan ben thủy lực tự động hay thiết bị khoan tay. Hiện nông cụ sáng tạo của anh Huỳnh Thanh Phương được nông dân trồng lúa ở các cánh đồng lớn ưa chuộng vì vừa tiết kiệm chi phí canh tác, vừa ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp trên diện rộng. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 7.000, đây là số xã của nước ta xuất hiện bệnh dịch tả heo châu Phi cho đến thời điểm tháng 8 này. Theo đó, tính đến tháng 8 này, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại gần 7.000 xã, thuộc gần 600 huyện của 62 trên 63 tỉnh thành phố, tổng số heo tiêu hủy là trên 4 triệu con. Tính đến đầu năm 2019, Việt Nam có tổng đàn heo khoảng 32 triệu con, đứng đầu ASEAN và thứ hai châu Á. Chăn nuôi heo đã dần hình thành các chuỗi giá trị. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi heo cũng đứng trước nhiều nguy cơ từ dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả heo châu Phi. Nhận thức được vấn đề nguy hiểm của dịch tả heo châu Phi, ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt. Nhưng do đây là loại virus nguy hiểm, chưa có vaccine phòng bệnh, nên đã có hơn 4 triệu con heo nhiễm bệnh phải tiêu hủy. Đến với chuyện nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chia sẻ với bà con câu chuyện khởi nghiệp của những bạn trẻ thanh niên nông thôn. Thưa quý vị, bài ca mạnh mẽ đầy sức thuyết phục của tuổi trẻ đang được viết lên trên chính những mảnh đất khó khăn sâu xa nhất. Ở thôn 11, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, Nguyễn Duy Long, chàng thanh niên đầy chí hướng cũng đang khẳng định một hướng đi đúng đắn của tư duy bạo dạng, tiên phong của người trẻ với một mô hình khá mới mẻ trên mảnh đất này. Nếu sợ khó, sẽ không bao giờ bước đi được. Đó là những suy nghĩ đầu tiên giúp chàng thanh niên Nguyễn Duy Long bắt đầu những bước đi đầy mạnh dạn nhưng không ít mạo hiểm của mình. Một mô hình nuôi chim cút đầu tiên ở địa phương, một trong những thôn sâu xa nhất của xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh. Một gương mặt trẻ khởi nghiệp và một thành công lớn sau những quyết đoán và táo bạo dưới nhiều cái nhìn không ít hoài nghi. Và con số lợi nhuận trên 20 triệu một ngày là con số khó tin nhưng có thật. Con số khẳng định một điều hoàn toàn khác ở sự bạo dạn và quyết tâm của người trẻ. Anh Nguyễn Duy Long ở thôn 11 là một trong những hộ đi đầu trong cái phong trào chăn nuôi. Đầu tiên thì anh chăn nuôi nhỏ lẻ, nhưng sau đó thấy cái giá trị kinh tế nó tương đối cao. Thì đến thời điểm này thì cái trang trại của anh Long ở chăn nuôi tới hơn 100.000 con. Về cái hiệu quả kinh tế rất là lớn, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 nhân công. Tư duy dám nghĩ, dám làm cùng với việc cẩn trọng, học hỏi và chăm chỉ đã mang đến thành công tiếp nối thành công cho Nguyễn Duy Long sau 2 năm. Trang trại chim cút của Long cũng đã tạo việc làm và quan trọng hơn là mang lại những nhận thức mới cho thanh niên Đinh Trang Hòa. Chỗ này chỗ kia vậy cũng chưa ổn định, về đây nên mới ổn định lại. Đây công việc nó cũng gọi là nó không nặng nhọc mà cũng nhàn. Lương thì em thì mới vào nên được 7 triệu một tháng. Chủ của hai nhà nuôi chim với số lượng 160.000 con chim cút, thu về 120.000 trứng mỗi ngày, Nguyễn Duy Long tiếp tục nghĩ đến những thanh niên quê mình, đến sự đổi thay phải có khi những nếp nghĩ mới được sẻ chia. Mô hình này em cũng đã có dự tính mở rộng ra và em sẽ khuyến cáo cho những người anh em xung quanh hàng xóm, những người anh em của em và bây giờ cũng đang họ cũng đang khởi công, họ đang đã làm và đang làm rồi, họ đang nuôi và đã nuôi rồi. Thì cũng có một số người cũng đã nuôi rồi mà cũng cảm thấy có lợi nhuận. Để họ lại tiếp tục nhân rộng mô hình và mở rộng thêm. Đó cũng là một phần góp phần xây dựng quê hương và để cùng phát triển kinh tế. Kiên trì và chịu khó, cái gì cũng thành công. Đó là những gì Nguyễn Duy Long tự rút ra suốt chặng đường khởi nghiệp của mình. Đó cũng là những gì Long muốn chia sẻ đến những người trẻ muốn khởi nghiệp, muốn đổi thay cuộc sống của mình và góp phần cho những khởi sắc trên quê hương mình. Thưa quý vị, nội dung chia sẻ đáng chú ý vừa rồi trong chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về cho chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc có thể gọi điện thoại về số 02633 829 930.
Khánh Tường và Ánh Nguyệt xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.